Chuyện gì vậy mẹ? Cô uống thuốc tránh thai hả? Dạ, làm gì có chuyện đó? Cô dám ừ, hả? Mẹ ơi! Đây là cái gì? Sao lưng tôi, cô còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Con bị rối loạn nội tiết tú, nên mấy tháng trước buộc phải uống. Sau đó con đã ngừng uống rồi. Con nói thật mà. Ha, thật là biết tìm cớ. Ha. Con nói thật mà mẹ. Con thấy là do bác sĩ kê cho con chứ bộ. Ở bệnh viện nào? Bác sĩ nào đã kê loại thuốc này cho cô? Gọi bác sĩ đi. Dạ. Còn cô? Cô che giấu chuyện này bao nhiêu lâu rồi? Rốt cuộc sau lưng tôi, các người còn cấu kết với nhau làm chuyện gì nữa? À, bà chủ à, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm hả? Cô biến ngay cho tôi. À, bà chủ à... à... tôi... Đưa máy cho tôi. Đừng, Đừng... hồng nhõng nhẽo để qua chuyện đó. Phim được chiếu thích minh tại 2 org Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Moon Hae-jin. Ờ, dạ chào bác sĩ tôi từng bị rối loạn nội tiết tố và được kê thuốc tránh thai tên là hoan kim bên bật loa điện thoại lên dạ cô sao rồi dạ tôi không sao nhưng mẹ chồng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm bà muốn trao đổi riêng với bác sĩ một lát Dạ, tôi là mẹ chồng của con bé, nó uống thuốc tránh thai để chữa bệnh rối loạn nội tiết tố. Có đúng không vậy? Dạ đúng như vậy, cô ấy đau quá nên phải uống thuốc. Nhưng khi bắt đầu uống thuốc bắt thì đã gừng uống rồi. Tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn cô. Nói xem cô và cô giúp việc đã cấu kết làm gì nữa rồi. Dạ không có thưa mẹ. Tôi sẽ đuổi việc cô ta biết đâu cô lại thông đồng với giúp việc để lừa dối tôi. Bây giờ tôi không tin ai được nữa hết, cô làm việc nhà đi. Nếu giấc giả dạ quá, thì gọi mẹ cô sang. Mẹ, con còn phải có thai nữa chứ, con không thể chịu đựng nhiều căng thẳng như vậy được đâu. Nè, phụ nữ làm việc nhà thì vô sinh sao? Cô lấy việc sinh đẻ ra để dọa tôi đó hả? Không làm được thì đừng có làm nữa. Tôi cũng sợ sinh ra đứa trẻ giống như cô ô trời ơi bà chủ bà, bà à mẹ à bà mẹ tôi à? ra hả à! cô à mau bỏ hết đi ờ à, dạ 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 cô đừng có ở đó mà diễn nữa hả ra ngoài ô trời ơi <laughs> bây giờ bà chủ đang rất là tức giận cô mau đi xin lỗi bà ấy đi hả ô trời ơi Chuyện là con bé ở bên nhà tôi Có tật ăn cắp giặt mỗi khi tới kỳ kinh Từ hồi cấp 3 cưng bên đã phải chịu tội thay cho nó <laughs> Nếu như cô em bị mắc bệnh đó Không khéo cô chị cũng bị cũng không biết chừng Bà ta coi mình là đồ ngốc hay sao Đâu <laughs> Ôi... cùng <laughs> mình đã làm sai chuyện gì chứ mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà còn muốn mình phải làm như thế nào nữa đây mẹ cô tìm được con rể tốt cho nên sắp được hưởng vinh hoa phú quý rồi nhà cô muốn ép cô con trai tôi có còn liêm sĩ nữa hay không ba cô làm giáo viên thì được cái gì cuối cùng cũng đâu có dạy dỗ được cô tiền công của mẹ con tôi để cả tiền taxi nữa đi taxi mà về có tiền thì hay lắm hả là mẹ chồng thì hay sao còn mình thì sao mẹ mình thì sao sao lại bị sỉ nhục như vậy được chứ? Trước khi làm con dâu, mình là con của ba mẹ, hoàng kim bên, mình không được nhịn nữa, như vậy là đủ lắm rồi. đi đâu vậy? bây giờ nó dám lơ luôn mẹ chồng sao huh. mình phải đích thân tìm ra bằng chứng mới được tủ quần áo đây là anh Bum ảnh cấp ba mà. Con bé cắt ảnh của ai ra khỏi anh Bum vậy? Hoàng Cầm bờn, Hoàng ẩn bờn. ảnh của hai chị em vẫn còn trong này mà. còn nhớ con nhỏ Minh mập không? Không nhớ. mau tìm hình con bé đó cho chị đi. ảnh con dâu phu nhân Jun sao? nhưng cần ảnh đó để làm gì chứ ờ à, cháu dâu vẽ sắp xong chưa <laughs> sắp xong rồi bà à, <cười> <cười> xong à. ôi trời <laughs> đất ơi không ngờ không ngờ cháu dâu bà vẽ đẹp như vậy nhìn tranh vẽ còn đẹp hơn ở bên ngoài gấp mấy lần <laughs> ở ngoài đời bà nội nhìn phúc hậu hơn nhiều mà à. à, nè sau này bà không cần phải đi chụp ảnh nữa Cứ lấy bức tranh này làm ảnh thờ là được rồi Hả? Ôi trời ơi Bà nội ơi Con muốn bà phải sống lâu trăm tuổi với tụi con <laughs> Ôi trời ơi Bà cẩn thận nha bà Bà về rồi hả? Anh về rồi Đúng vậy Bao giờ rửa dạ. tay đi Mấy đứa Lại đây nhìn đây nè đây là tranh ơn bờn vẽ đó nhìn đi đẹp quá ông. Ông. trời ơi nhìn trong tranh bà nội con đẹp lão quá đi ơn bờn à con có năng khiếu thiệt thôi con chờ một chút ý con là bà đẹp lão chỉ vì ơn bơn vẽ đẹp chứ không phải bản thân bà đẹp hả không phải đâu bà cái gì anh ta hỏi về tôi sao mà sao anh ta biết tôi tôi không biết Vậy anh ta hỏi gì? Ừ, cũng không có hỏi gì nhiều. Chỉ hỏi có phải là em của ông Choi không? Chỉ vậy thôi à. Ừ, đáng lẽ cô phải hỏi nữa chứ. Có đẹp trai không vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mặt mũi thì cũng sáng sủa lắm. Tuy là không đẹp trai bằng anh Thanh Chu. Ừ. À, nhưng mà giọng nói của anh ta nghe rất là êm tai đó. Giọng nói sao? À, tôi cũng quen một người có giọng nói rất hay. <laughs> Mà tầm bao nhiêu tuổi ừ, ấy? Khoảng 45 tuổi gì đó Tuổi vừa đẹp Có danh thiếp không Anh ta không có đưa Đáng lẽ cô nên xin chứ Hình chụp thì sao Không có Ừ đúng là ngốc thiệt Vậy miêu tả ngoại hình của anh ta cho tôi Tôi chỉ nhớ được ừ. Ừ. Giọng nói của anh ta thôi ừ. Vậy sao lúc đó không gọi điện cho tôi ngay đi Thiệt tình Trời ơi <laughs> Bộ này bộ này bộ này bộ này nữa Tôi lấy mỗi mà một cái dạ tôi lấy luôn cả bộ này bao gồm các phụ kiện đi kèm hả tôi nói là lấy cả bộ mà ờ à, dạ tôi lấy đôi này dạ đôi này nữa dạ cả luôn một lần Nè cô kia Cô ơi Cô ơi Nè cô à. Thôi chết rồi Bệnh lại tái phát nữa rồi Ôi, mà tỉnh táo lại đi Ôi. Sao tim mình đập nhanh dữ vậy ta à, à ở bên nhà thông gia không sao rồi chứ ờ à, ba chồng cơm bân đi làm lại rồi mình vậy là tốt rồi quên hết đi cho nhà đâu con gái thông gia về nhà chưa hình như vẫn chưa về chị hô ơi dạ con là phóng viên có đúng vậy không dạ đúng rồi có chuyện gì vậy con trai bà đó nhận được giấy triệu tập của tòa án giờ sao đây ủa ừ. ừ. giấy triệu tập của tòa án à giấy triệu tập thành hùng nhà ông xong nợ nhà chúng tôi chút tiền con trai bà tới đó để đòi tiền ông ta nhưng mà nhất thời nóng giận nên xảy ra xô xát ở bên đó đó con Ôi thằng trời. bé y hệt ba nó không biết nhẫn nhỉnh gì hết trơn giờ làm sao đây không biết con có quen ai làm luật sư không vậy ờ, dạ có tòa soạn báo trang Tôi cần tư vấn pháp luật Gọi lại cho tôi đi Gọi lại <laughs> Nghĩ mình là ai chứ Anh Minh Hồ Nghe điện thoại đi Em phải làm sao bây giờ Nếu bị máy quay ghi lại được Thì phải làm sao <laughs> Công ty làm ăn rất tốt. Để phát triển được như vậy chắc chủ tịch vất vả lắm. Ôi <laughs> trời, dám đốc công ty nào mà chẳng vất vả chứ, giám đốc sơ chắc cũng vậy thôi mà. Tôi vẫn còn kém xa ngài. Trời cậu chẳng giống người sống lâu ở nước ngoài chút nào, vẫn ăn nói kiêm tốn như người Hàn Quốc vậy. <laughs> à, cậu còn trẻ vậy, chắc sống một mình ở Seoul vất vả lắm. Cậu ăn uống kiểu gì vậy? Tôi theo xu hướng ăn uống một mình. <laughs> gần đây ăn uống một mình đúng là mốt thật chứ ờ à, nhưng mà ăn uống là phải ăn cùng với gia đình thì mới ngon chứ rảnh tới nhà tôi ăn đi nhà tôi á là nhà cổ cậu thử tới trải nghiệm một chút hương vị hàn quốc cậu thích ăn món gì hả tôi thích món hàng nhất đó tốt lắm nhà chúng tôi rất chuộng đồ hàng <laughs> hôm nào tôi ăn cơm ha con sẽ sắp xếp lịch hẹn Đừng chỉ là bạn làm ăn kinh doanh với chủ tịch bắt nhà tôi, làm bạn ngoài đời nữa, cậu là bạn bè với con dâu tôi. Có nghĩa là hai đứa cũng là bạn rồi. Vậy cũng đúng, tất nhiên rồi. 하정은 가게 다시 가 별일 없는지? Cậu làm gì ở đây? Đang chờ mình hả? Còn cậu đang làm gì ở đây? Mình tới gặp cậu. Đùa nhà quá đó. Có chuyện gì hả? Đang khóc hả? Sao mình lại phải khóc chứ? Đi uống trà với mình đi. Sao tự nhiên con bé lại cắt hình bạn học ra khỏi anh bơm ảnh vậy chứ? Chắc là ghét nên cắt đó. Kiểu không muốn nhìn thấy mặt nữa. Vậy sao lúc đầu lại cần hình bạn học? Cần ảnh ngày xưa để làm gì? lẽ nào là lấy hình để uy hiếp người khác? Đại loại là để che giấu. Lịch sử đen tối kiểu như vậy. Lịch sử đen. Nè, tôi cúp máy đây. Vậy là cung có lịch sử đen và con dâu của phu nhân Jun biết chuyện này nên dùng hình ngày xưa để bắt con bé đó câm miệng. Rốt cuộc ngày trước cung đã làm chuyện gì? mi ân cha nhất định sẽ quanh co chối tới cùng. Lần này phải tới hỏi cháu dâu của nhà kẻ thù. Không phải cậu thành công rồi sao? Con gái lấy được chồng giàu là thành công quá rồi. Nhưng mà cậu gả cho người ai cũng thèm khác mà sao buồn vậy? Bộ có chuyện gì hả? Nhà có tiền cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng cuộc sống bình yên hạnh phúc mình cứ nghĩ rằng kết hôn rồi là cuộc đời nở qua. Nhưng mà... Quá ra mọi thứ ngày càng bế tắc hơn. Sao lại không nghe máy? Cậy có tiền nên coi thường nhà mẹ đẻ. Số ngày lên giọng với mẹ của mình. Tôi mình mới kết hôn không bao lâu Mà lúc nào cũng dục mình có thai Hôm nay bà ấy cũng vừa La mình một trận Buồn quá nên mình đi ra ngoài Nhưng mà Mình không còn nơi nào để đi nữa Cậu khóc giờ hết mặt mũi rồi kìa Nè Lau đi Bộ chồng không giúp cậu hả anh ấy lúc nào cũng đứng về phía mình hết. Nhưng mà dạo này anh ấy bận quá. Kết hôn xong mình mất hết bạn. Sợ mẹ lo lắng nên mình cũng không dám nói với bà luôn. Còn anh bên cậu cũng biết mà, con bé rất là ghét mình. Những chuyện kiểu này á, mình cũng không thể tâm sự với chồng mình được. Nếu mẹ chồng mình mà nghe được, cậu cũng biết sẽ có hậu quả gì rồi đó. <laughs> chắc phải nhờ liên hiệp quốc giải quyết mâu thuẫn này quá <laughs> à nè cứ coi như là mình chưa nói gì hết nha cậu cũng mau quên đi nói xấu nhà chồng cũng đâu có tốt đẹp gì đâu ê giữa chúng ta có gì không thể nói được chứ mình còn phải nhắc nhở chồng cậu đối xử thật tốt với cậu kìa chồng mình là thiên sứ đó anh ấy vừa là chàng ngốc vừa là thiên sứ của mình nữa Chồng của ân bơn cũng là thiên sứ của cậu ấy hả? Nè Cậu định theo đuổi hoang ân bên nhà mình thiệt đó hả? Cho nên là cậu mới muốn sở hữu tòa nhà đó sao? Giống giống vậy Gì đây, Hình như là cậu ta đang nghiêm túc lắm quan anh quý khách bà muốn gọi gì đây tôi không uống nước mà tới để nói chuyện với cô với con hả ngồi đi <laughs> nghe nói là cô bị bệnh hả Ý bác là sao? Nghe nói từ hồi học cấp 2 cô đã có bệnh ăn cắp đồ mỗi khi tới kỳ. Nhà chồng cô có biết chuyện này không? À. Bác nghe ai kể chuyện này vậy? Mẹ cô nói cho tôi biết. Mẹ của con hả? Bà ấy muốn tôi phải giữ bí mật, nhưng mà tôi muốn tới xác minh. Có phải lần trước bệnh của cô tái phát, cho nên mới đi ăn cắp có phải không? À. Không phải đâu Bệnh tái phát rồi đi ăn cắp là như thế nào hả Mẹ à Cô đang nói cái gì Với con dâu tôi vậy Thì tự mình hỏi Con dâu của mình đi Là sao Không phải con đâu mẹ à Không phải cô Vậy thì là ai Không lẽ Là câm bơn sao Cảm ơn cậu đã an ủi mình nha cô lên cần bạn thì gọi cho mình à nếu rảnh thì tới gặp ân bơn đi sao từ nhỏ tới lớn cậu chỉ thích một mình hoang anh bên vậy cậu không thấy chán hả bộ đang ghen hả mình điên chắc sau khi gặp chồng mình rồi mà cậu vẫn còn đùa như vậy được nữa hả? Ừ. Công nhận chủ tịch bác đẹp trai thiệt. À, mình không biết hoàng anh bên có đồng ý hay không, nhưng mà cứ để mình thử nói với nó. nhờ cậu đó. <laughs> Cố lên coi chuyện gì vậy? Sao lại không nghe máy? Tạm biệt nha. Em ở đâu? Ở gần chỗ công ty. Anh bận hả? Ừ. Lúc nãy anh có cuộc họp. Mà sao em không chịu nghe mấy? Tại vì hôm nay tâm trạng của em không tốt. Bây giờ em sẽ tới chỗ anh. Cô! Cô dám chịu trách nhiệm không? Chính mẹ cô nói là cô bị bệnh mà. Mẹ à mẹ! Không phải là con đâu. Cô có bằng chứng nào để chứng minh không? Cô định du khống con dâu của tôi mà không có chứng cứ gì sao bà có tin những lời con dâu mình nói không không đời nào mẹ ruột cô ta lại nói dối với tôi tôi biết rồi đi về đi sao cô dám đổ tội cho con dâu của tôi như vậy chứ Sa <laughs> à. chuyện này để về nhà rồi nói Sao giờ cô lão bác lại tới chỗ này Bà ta đã nói gì vậy Ờ không Không có gì <laughs> Sao dám gả đứa con gái của mình ăn cắp cho mình chứ Đúng là quan đường mà <laughs> Trời ơi, cái gia đình mất nết. Từ từ đã, mình phải bình tĩnh lại. Để đối phó với hai mẹ con lương lẹo đó mới được. Phải tìm ra bằng chứng để chẳng hỏng họ. Bây giờ tìm ở đâu đi ta? Mẹ tác em sao? Giờ vẫn còn đau đi. Em muốn thuốc gì bị rối loạn nội tiết. Chứ đâu phải vì cố tình tránh thai đâu chứ. Chắc là mẹ hiểu lầm. Nhưng mà chưa hỏi gì đã đánh con dâu như vậy là không được Em thông cảm đi Anh nói xem em hiểu cho mẹ kiểu gì đây Mẹ đã tác em trước mặt cô giúp việc Tới ba mẹ em còn chưa bao giờ đánh em dù chỉ một lần Em kết hôn để cho mẹ chồng hành hạ như vậy hay sao chứ Không chỉ vậy đâu Mẹ còn bắt em gọi điện cho bác sĩ để bà kiểm tra nữa Anh có biết là em đã nhục nhã như thế nào không Mẹ còn dứt hết chỗ thuốc bổ mà mẹ của em đã gửi cho em vào thùng rác luôn. Anh xin lỗi nha. Lần này mẹ của anh đã sai rồi. Chắc là em đau lắm nên mới gọi cho anh đó. hả? Bây giờ em thấy bất an lắm. Càng ngày em càng thấy mình mẫn cảm hơn. Còn hay mơ thấy ác mộng nữa chứ. Nói thật nha, em sợ mẹ lắm. Em không muốn về nhà một chút nào đâu trốn tránh cũng không phải là cách để anh từ từ nói chuyện với mẹ anh minh Hô, nếu ngày nào đó anh bắt buộc phải chọn giữa em và mẹ thì anh chọn ai anh nhất định phải trả lời câu hỏi trẻ con này hả ví dụ thôi anh cứ trả lời em đi uhm, tất nhiên là anh sẽ chọn vợ của anh rồi mẹ đã có ba lo <laughs> anh yêu Ê... anh biết em chỉ có mình anh thôi đúng không anh nhất định phải bảo vệ em tới cùng đó tất nhiên à đúng rồi em đi đâu với lại sơ chung dân gì anh thấy rồi hả à, tụi em vô tình gặp nhau rồi đi uống trà ngồi nói chuyện một lát đừng có thích anh ta đó nha <laughs> sao có thể chứ Chị gái con, ăn cắp ở trung tâm thương mại thật sao? Không phải là ăn cắp đâu mẹ à. Chị ấy quên nên cứ mặc rồi đi về thôi. Bởi vì là trung tâm của nhà chồng, chị ấy không muốn bị hiểu lầm. Cho nên con... Nhận tội thai hả? Dạ. Vậy còn bệnh ăn cắp, cũng là chịu thai chị con luôn sao? Dạ những gì con nói là thật chứ. Nhưng mà nói thật mẹ không tài nào hiểu nổi chuyện này. Chuyện chị con làm sao con phải chịu thai vậy? Kêu nhận là nhận sao? Còn mẹ con? Rồi Hanh Chu có biết không? Anh Hanh Chu không biết chuyện này đâu. Mẹ đừng nói cho anh ấy nghe nha mẹ. Mẹ có thể xác nhận lại với mẹ con không? Mẹ phải tới hỏi bãi cho rõ ràng. Ừ? À, alo tôi nghe Chào chị Thông Gia Tôi là mẹ chồng của Ân Bân à, Dạ chị Thông Gia Chào chị Giờ tôi tới gặp chị được chứ à, Không biết là có chuyện gì Gặp mặt rồi sẽ nói Bởi vì hơi nhạy cảm Nên tôi sẽ tới tận nhà chị để nói luôn à, Dạ tôi biết rồi Có chuyện gì vậy ta <cười> <cười> Phim được chiếu trực minh tại tivi hay.org. Mẹ ơi mẹ. <laughs> dạ mời chị vào chị ngồi đi chị chị có muốn uống nước gì không không cần đâu chị cũng ngồi đi không biết chị có chuyện gì con dâu tôi mắc tại chứng bệnh ăn cắp giặt có đúng vậy không mẹ chồng của con gái lớn chị nói là con dâu tôi mắc chứng trộm cắp bệnh lý có đúng không ờ. Chị chờ chờ tôi một chút <laughs> Cho hỏi ai vậy Mở cửa cho tôi đi Bố nhỏ là của...